Ngày 19 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Hoàng, 45 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội, mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2017, Hoàng quen biết và có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với bà DTT, 49 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội. Đến năm 2018, Hoàng ly hôn với vợ và về sống chung với bà T tại nhà riêng của bà này. Khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2020, Hoàng cùng bà T hẹn nhau đi ăn tối và thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Hà Đông để nghỉ và quan hệ tình dục. Sau đó, giữa Hoàng và bà T xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về việc bà T xin Hoàng 4 triệu đồng mua xe máy nhưng do không có tiền nên Hoàng nói chỉ có 1,6 triệu đồng. Do bực tức vì bị người tình xúc phạm, khoảng 2 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2020, khi bà T đang ngủ trên giường, Hoàng đã đánh và bóp cổ làm bà này tử vong tại chỗ. Hoàng sau đó chiếm đoạt của nạn nhân một chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, Hoàng đến công an huyện Ứng Hòa đầu thú,